Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay anh ông đi ăn dằm tháng 7. Hôm nay là ngày 13. Ở đây người ta ăn từ 12, 13, 14, 15 nhé các bạn nhé. Xin mời các bạn cùng anh ông đi ăn dằm. Đây là cái đường đi rất là ngoằn nghèo luôn các bạn ạ. Nhìn thấy đường không? Đường cua rất là nhiều, rất ngoằn nghèo luôn. Đường rất là khó đi, năm nào cũng vậy nha các bạn nhé. Dân ở đây ăn dằm vài ngày. Dằm tháng 7 là người dân ở trên này là ngang ăn Tết. Có một anh hôm qua gọi điện sang bên này để ăn dằm. Sáng nay anh ông mới đi sang để ăn dằm nhé. Ở đây là dân người ta lao động chân tay, lên nương lên dãy, nên là cứ ngày rằm là người ta sẽ nghỉ mất mấy ngày để ăn rằm, chuẩn bị mấy ngày, chuẩn bị bánh rồi chuẩn bị thức ăn, mổ lợn, giết lợn bò để ăn rằm các bạn nhé. Hồi nãy mình đi qua bên kia có một đội sắp mổ con bò mười mấy triệu để ăn dằm. Đường này rất là ngoằn nghèo luôn, đường bé tí luôn, đường dốc lắm, toàn cua. Dốc rất là tức luôn. Cái đường này mà có phải lấy cam bay ở trên cao quay thì rất là đẹp luôn. Cua vòng đi vòng về một theo một cái đồi lên từ chân núi lên đỉnh núi nhé các bạn nhé. Đấy, cua đi cua về tầm khoảng 100 mét lại một phát cua. Đấy, bánh xe nó còn rơi, cua hẹp, cua tay áo, cứ mỗi cái cua tầm khoảng 100 mét là cua một phát cua. Đây lại một phát cua. Ở đây người ta ở dưới chân núi, nhà An Đông cao thì ở núi bên kia, ở chân núi bên kia. Đường này rất là dốc luôn các bạn ạ, quá ghê. Cái đường này mà chớ mà uống rượu say thì đừng có đi. Xuống dốc còn phải bò số 1 xuống nữa này. Rất là ghê luôn cái đường này. Cái này mà chở hàng nặng thì không bao giờ lên được cái dốc này luôn. Thế mà người ta vẫn cắm biển là 10%. Dốc này nó phải mười mấy phần trăm cơ. Đấy, chỗ này còn sạt cái ghê này. Cái này mà say rượu thì mày lao xuống đây thì thôi rồi, đừng có hỏi là còn sống hay không.
Anh Hùng đã xuống đến chân núi rồi nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ đi cái nhà xây bên trước này để ăn dằm. Đây lẻ lẻ ra làm dằm sớm xong mai mới được đi chơi. Để xuống ở nhà bên này nha các bạn nhé, tắt xe đó. Đi xuống đi. Mình quay đi. Được chưa? Này, nay mùa gì ấy? Hả? Mùa lợn á? Chín chưa? Đang luộc đây à? Ôi dồi ôi, luộc nhiều đấy, mời khách nhiều lắm à? Hả? Cái bếp này hơi bé nhỉ? Chui vào như ấy. Đây là thịt lợn bản, thịt lợn con nha các bạn nha. Ăn dằm ở đây ăn dằm rất là lớn. Hết rồi à? Cái kia chưa chín à? Ôi giời, còn làm cả lòng nhồi nữa cơ. Bê về nhà đi. Ôi cái bếp này hơi bé. Ôi đi kiểu gì này? Cao lên một tí nữa. Cao lên một tí nữa. Chỗ nào cũng thế thôi, chỗ nào cũng hẹp. Ôi! Tí con đổ đi ấy. Đấy. Đấy. Ăn dằm là ăn những cái món như này, lợn con luộc ăn rất là ngon. Cho vào đâu đấy? Để đây à? Để đây lát nữa nguội mới thái nha các bạn nha. Làm sao mà ấy? Chín phát được á? Thế là chưa làm bây giờ à? Ôi rồi ôi nóng đúng cho trông nguội chứ. Không. Này nhúm qua nữa. Làm to thế nhỉ? Hẳn một con lợn ăn ăn dằm luôn. Xoay tao nhá. Cái bếp hơi bé. Hôm nào xây cái bếp lên đi. Nghèo nhưng mà có thịt ăn là được rồi. Nghèo có thịt lợn ăn dằm là được rồi. Đây là miếng gan nhé. Miếng gan này, một miếng thịt để cúng. Cúng dằm tháng 7. Cho miếng to quá nhỉ, cho miếng bé đó. Cho các cụ, ui, bé quá tí là không đủ. Rồi. Đi ra đây. Ôi, à đặt ở đây luôn nhỉ? Đây cũng có cả bánh bánh chưng này, bánh dày này. Đấy, phải cúng mới được ăn. Này món rồi. Hơi nát. Mỏng á, là lòng lợn con hơi mỏng nên là nó bị bục này. Đây thì lại món lá lốt cuốn thịt lợn. Ây, để tí đồ lên nhé. Ăn miếng to á. Lấy cái gì làm nước chấm đây? Có lá dăm không? Lá dăm ấy. Lấy lá dăm này chấm. Là 3 mâm, 4 mâm. 3 mâm á? Đông người đấy cả.
có ai đâu mà. Tí có thì sao? Có thì làm lại. Có thì để cho lá này xấu quá. Đến chợ để hoa nó không ra. Kéo lên cát cũng tròn rồi nhé. Con này mấy cân đấy? À sáng 19 cân. 19 cân á. Lợn nhà mình hay đi mua đấy. Lợn nhà mình ngon đấy. Loại này thì chấm lá răm, lá chanh thì thôi rồi. Lá răm cũng được mà. Làm chấm lá răm cũng ngon. Hả? Ở đây là đồng bào người Dao nhé các bạn nhé. Ăn dằm rất là to. Mổ cả bò nó ăn dằm. Riêng cái vụ dằm này nó phải mất tầm vài triệu. Này ăn ngập răng tuyệt vời luôn. Rửa chưa? Rửa dao răm chưa? Rửa. Làm 4 mâm à? 4 mâm bây giờ phải lấy bát đông. Mâm nào? À. Ăn hết một phát 4 mâm luôn à? Xã. Cán bộ xã. Chia đều ra. Xem bỏ lấy cái gì về dài, bỏ cái thớt này ra đi, bỏ cái mâm này ra đi. Thái hết á. Thái hết á, thái hết ra ngoài kia đấy. Chia ra đều. Mời quan nha. Ngon thế nhỉ. Tuyệt vời á. Đây mình đã sắp mâm xong các bạn nha. Anh ông xin mời các bạn cùng anh ông dùng bữa dằm nhá. Vào đây.
Ô tối quá. Cái nhà này chưa sơn nên là chưa phản sáng. Hơi tối. Rồi, mời đi. Mời ông nha. Mời ông nha. Mời anh nha. Mời các bạn nha. Em mời các bạn ăn cơm nhá. Em mời các bạn ăn cơm nhá. Nằm bắt cơm. Cơm hôm nay sáng nay rồi nhéo nhéo một tí. Đó. Ta sẽ nhìn lắm mà có đi ăn mà. Mời mời đi nhỉ. Nào nào nào, dùng đi ông. Các bác dùng đi. Dùng đi. Mấy không có. Nào, mời nha. Từ cái mùi đây. Để đồ lòi ra. Chưa. Chưa lòi ra máu đây. Cô. Mùi cho tức là. Chú lên luôn, tự nhiên nhé, tự nhiên nhé. Tuyệt vời luôn. Từ cái mũi về đây. Cho mau tay đi. Nhập phố nó ở xuống cho. Đây là thuốc kim tuyến với lại chuối nhé các bạn nhé. Đây. Chuối hột, chuối hột đấy, chuối rừng đấy. Đấy, ăn dằm được ông anh có món rượu ngon quá. Nào, thử đi. Mấy? Chóc. Nào uống đi, uống đi. Nhưng mà không có cái loại này. Uống cái này là nó nhẹ người. Nhảy tưng tưng như dê luôn. Bắt đầu chỉ nhẹ từ lo lo người lo lo nó khấn nào hết. Bồi bổ sức khỏe.